Thưa quý vị, hơn 40 năm gắn bó với sân khấu, ước tính nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Dầu đã đạo diễn hơn 250 vở thuộc nhiều thể loại như là cải lương, hát bội, kịch, chèo. Và hiện ông vẫn còn rất là nhiệt huyết, tài hoa, song cũng chịu nặng những nỗi niềm về diện mạo sân khấu khi bước sang năm 2024 đầy khó khăn. Không chỉ là đạo diễn nổi tiếng trong lĩnh vực sân khấu, nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Dầu còn tham gia vào công việc đào tạo nhiều thế hệ diễn viên của thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp khóa 2 lớp đạo diễn trường nghệ thuật sân khấu 2, đây là Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, ông được giữ lại giảng dạy. Ông đã góp phần đào tạo nhiều học trò giỏi như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên, nghệ sĩ ưu tú Trọng Nam, đạo diễn Tôn Thích Cần, nghệ sĩ Quốc Thảo. Nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Dầu còn dành nhiều công sức và thời gian trong công tác quản lý với vai trò là chủ tịch Hội Sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, ông tiên phong thành lập trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ sân khấu. Những buổi lên lớp, ông luôn trút hết ruột gan để trao truyền cho lớp trẻ. Bởi nếu không làm ngay thì sẽ không kịp có thế hệ kế thừa. Khánh Hà xin được gửi lời chào đến nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Dầu ạ. Tôi xin chào Khánh Hà và xin chào quý khán giả của kênh truyền hình Quốc hội trong chương trình Việt Nam Ngày Mới. Dạ. Khánh Hà biết là thầy thì vừa có một chuyến đi Đức trở về đúng không ạ? Thực thì lần đầu tiên tôi có một cái chuyến đi mà do cái diện văn hóa gớt họ mời. Tôi nhận lời đi là vì trong cái chương trình của họ thì tôi thấy rằng họ cho mình đi tham quan một số cái sân khấu. Và như họ nói mà cũng họ cũng đã thực hiện đó là ta đi tham quan cũng trên dưới 10 cái mô hình sân khấu mà nó là những cái dạng sân khấu nhỏ thôi. Nó rất phù hợp với cái tình hình sân khấu của chúng ta hiện nay. Và có điều gì khiến cho thầy cảm thấy thú vị ạ? Tất cả các cái sân khấu này thì phiên dịch họ dịch là cái sân khấu độc lập, tức là nó không phải là sân khấu trực thuộc sự quản lý của nhà nước. Họ nói là có khoảng 300 cái sân khấu và hầu hết các cái sân khấu đều được nhà nước tài trợ khoảng 90% cái kinh phí hoạt động của họ. Dạ. Làm thế nào để họ nhận được 90% cái hoạt động phí mà nhà nước dành cho họ? Nó là cả hai phía. Phía nhà nước hỗ trợ và phía những người làm sân khấu nhận được sự hỗ trợ đó thì họ sẽ làm gì? Tất nhiên là sân khấu phải cần khán giả. Nhưng dường như cái ý thức mà làm sân khấu để có khán giả xem thật đông, thật nhiều để có cái doanh thu, nó không phải là mục đích của những người làm sân khấu. Mà họ muốn thông qua cái hoạt động sân khấu đó để họ có những cái chia sẻ, có những cái câu giải đáp, những cái trăn trở đối với những vấn đề của xã hội đang diễn ra. Và chính cái sự quan tâm này thì họ làm thành những cái đề án, và những cái đề án như vậy thì được sự hỗ trợ của nhà nước. Khánh Hà thấy là đối với các sân khấu ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì khi muốn thực hiện một cái vở diễn hoặc là một cái hoạt động gì đấy thì cái điều đầu tiên mà mọi người sẽ thường nghĩ đến đó chính là kinh phí. Và đặc biệt là đối với các thế hệ, các nghệ sĩ trẻ cũng vậy. Khi mà muốn làm một cái dự án gì đấy thì cái bài toán đầu tiên cần phải giải quyết đó cũng là kinh phí. Không biết là trong chuyến đi Đức vừa rồi thì có nhìn thấy được một cái hướng nào đó để có thể là sân khấu tại Việt Nam của mình sẽ có thể là giải quyết được cái bài toán khó khăn đấy không ạ? Với tâm thế của người làm cái công tác giảng dạy đó, thì tôi hay chia sẻ với các bạn rằng là trước đây người ta đào tạo đạo diễn đó là để đi làm việc ở các nhà hát. Nhưng mà trong xu thế phát triển thời đại thì cái người đạo diễn phải biết làm các cái dự án. Họ có thể tập hợp thành những nhóm để họ làm nên cái sân khấu. Và ở Sài Gòn này thì các em nó, thành phố Hồ Chí Minh nữa, các em nó rất là năng động, là các em nó đã tạo ra những mô hình của sân khấu kịch cà phê. Nó là những nhóm nhỏ thôi, nó không đòi hỏi cái kinh phí nhiều ở trong cái đầu tư về trang trí, đầu tư dưỡng, và cái dung lượng kịch nó vừa phải, nó cũng gần gũi với cái đời sống hơn. Chuyến đi vừa rồi thì tôi thấy rằng nó rất là gần với cái sân khấu kịch cà phê. Nó là những cái phòng nhỏ nhỏ thôi. Vì người ta có thể làm cái sân khấu ở 20, 30 chỗ ngồi thôi. Thì như vậy thì vấn đề là người ta đi tìm cái đối tượng với cái vấn đề mà người ta muốn. Người ta không cần phải một cái khán giả đại trà. Ví dụ như vấn đề này nó chỉ để giải quyết về cái này thì những người xem họ là những người có liên quan đến vấn đề đó. Và
họ không phải đầu tư vào thiết bị, không phải đầu tư vào cái gì lớn lắm. Và về phía nhà nước, khi mà tài trợ cho các cái dự án này, tôi nghĩ rằng người ta không bị lấn cấn như hiện nay là bỏ cái tiền ra để nuôi những cái người nghệ sĩ diễn chơi, mà là đang làm cái công việc là đúng nghĩa là chúng ta đang đầu tư cho cái hoạt động văn hóa. Sân khấu muốn sáng đèn, bất kể là trong một cái sân khấu hoành tráng như chúng ta vẫn thường nghĩ đến hay là những sân khấu cà phê, thì cái yếu tố đầu tiên là cái câu chuyện mà cái người diễn viên, cái người đạo diễn họ mang lên sân khấu. Từ kinh nghiệm của thầy thì thầy nghĩ là đặc biệt là thế hệ trẻ bây giờ á, các anh các chị nên có những cái góc nhìn, lựa chọn những cái chủ đề như thế nào để có thể là tiếp cận được với khán giả hiện đại một cách tốt nhất ạ? Cái sân khấu thành phố đó, riêng cái đợt Tết vừa rồi đó thì có 13 cái sân khấu. Trùm lên đó vẫn là hình thức giải trí, những cái trò diễn để gây cười. Nhưng cái đó thì cũng chỉ nên mùa Tết. Còn lại thì sân khấu cũng phải làm đủ những cái chức năng của nó. Ngoài cái kiếm tiền, chúng ta còn nhớ rằng chúng ta còn có một cái trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với cái đời sống xã hội. Trong cái đời sống xã hội nói xa hơn một chút, các em rồi sẽ lớn lên. Cái mình làm ra nó sẽ là cái để lại trong tương lai. Cho nên ngay từ bây giờ các em cũng nên ý thức về tương lai. Nếu mà mình ví cái hành trình hơn 40 năm của thầy với sân khấu là một giấc mơ, thì từ thời điểm bây giờ cho đến khi mà mình không còn sức nữa, thầy sẽ muốn mơ cái giấc mơ sân khấu này như thế nào ạ? Tôi mơ thấy rằng tôi đứng đằng sau khán giả, tôi làm khán giả và tôi nhìn thấy có một cái thế hệ nghệ sĩ mới giỏi hơn tôi. Bởi vì là lẽ đương nhiên thôi, bởi vì cái thời buổi các em có thể ứng dụng những cái khoa học kỹ thuật và các em cũng sẽ có những cái suy nghĩ nó bay bổng hơn thôi. Và tôi cũng chỉ mong ước rằng các em hãy có một cái tấm lòng ở trong nghệ thuật và tôi sẽ là cái người được thưởng thức cái tài năng của các em, tấm lòng của các em. Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian để có những chia sẻ vô cùng quý giá cùng với các khán giả của Việt Nam Ngày Mới ạ. Cảm ơn Khánh Hà, cảm ơn quý khán giả của chương trình Việt Nam Ngày Mới đã lắng nghe. Và đây chính là những cái chia sẻ, những cái tâm sự riêng cá nhân của tôi suốt hành trình hơn 40 năm làm nghề. Xin cảm ơn, xin chúc sức khỏe. Dạ. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những thông tin tiếp theo trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Khánh Hà và nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Dầu xin được gửi lời chào ạ.